Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức cuối tuần của báo Doanh nhân Tài chính. Chúng ta hãy cùng nhau gặp mặt vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần để cập nhật những tin tức nổi bật nhất của tuần vừa qua về các lĩnh vực kinh tế tài chính nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngay thôi. Tuần vừa qua có lẽ là tuần vô cùng đặc biệt với nhiều chị em khi mà bao trùm từ đầu tuần thì quà và hoa đã ngập tràn để phục vụ cho ngày lễ 20 tháng 10. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho việc chi mạnh tay cho các món quà dịp lễ 20 tháng 10 trở nên trầm lắng hơn. Tuy nhiên, các nhà bán hàng vẫn thiết kế những đóa hoa khủng lên đến vài chục triệu đồng để đáp ứng được những nhu cầu của các đại gia Việt. Thị trường hoa thời điểm hiện tại đang dần hồi phục sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, mức độ tiêu thụ dòng hoa cao cấp trong đợt lễ 20 tháng 10 cũng giảm khoảng 20-25% so với dịp lễ này năm ngoái. Nhiều nhà bán hoa cho biết, số tiền khách chịu chi cho một đơn khủng cũng giảm để kích cầu. Các cửa hàng phải thiết kế thêm các món quà đi kèm. Nếu như năm ngoái có đơn 60-70 triệu trên bình, thì năm nay đơn khủng nhất chỉ 30 triệu trên bình, còn lại chỉ vài đơn 10, 20 triệu, 25 triệu, chủ yếu là các cá nhân mua hoa tầm từ 1-3 triệu. Những bình hoa tươi được cắm bởi nhiều loại hoa nhập ngoại như hồng nhập, phi yến Delphinum, địa lan, đông đào Lex chính là cách mà nhiều nơi bán đã áp dụng để đáp ứng được nhu cầu của các đại gia khó tính. Nguồn hoa tươi nhập khẩu và giá bán năm nay vẫn ổn định. Trong khi đó, giá hoa Đà Lạt tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Do dịch bệnh, ở các vườn số lượng hoa đạt tiêu chuẩn rất ít nên bị đội giá lên. Theo khảo sát, năm nay giá hoa Đà Lạt tăng mạnh so với năm ngoái. Đơn cử, hoa hồng dao động 20.000 đến 25.000 đồng trên bông, 250.000 đồng trên bó. Hoa ly kết trắng giá 250.000 đồng trên bó 5 cành, cẩm tú cầu 20.000 đồng trên bông, cẩm chướng đơn 150.000 đồng trên bó. Giá nhiều loại hoa tăng cao khiến nhà vườn rất phấn khởi. Việc vận chuyển hoa đi tiêu thụ cũng có nhiều thuận lợi khi đội ngũ lái xe đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19. Nhiều tỉnh thành đã mở cửa trở lại. Trái ngược với người dân trồng hoa thì nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam phải toát mồ hôi hột. Khi liên tiếp 3 tháng trong quý 3 năm nay, báo lỗ liên tiếp đến con số hàng chục tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021, với doanh thu thuần đạt 708,9 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm trước, kinh doanh dưới giá vốn, Hasako báo lỗ gộp 785,8 triệu đồng. Việc 4 chi nhánh kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa trong suốt quý 3 năm 2021 khiến Hasako báo lỗ kỷ lục 33,3 tỷ đồng. Điều này làm cho doanh số kinh doanh xe cũng như kinh doanh dịch vụ của Hasako sụt giảm mạnh và toàn bộ hoạt động của công ty bị đóng băng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn phải gánh vác các chi phí về khấu hao, chi phí lương, chi phí cố định khác trong suốt 3 tháng đóng cửa. Điều này dẫn đến việc thua lỗ của Hasako trong quý 3 năm 2021. Ban tổng giám đốc Hasako cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở cửa trở lại vào quý 4 năm 2021, bắt kịp nhanh với giai đoạn bình thường mới. Công ty sẽ tiếp tục làm việc với nhà máy Mercedes-Benz tại Việt Nam và các đối tác để đảm bảo mục tiêu kết quả kinh doanh cả năm. Nối tiếp tin tức về thị trường tiền số, nhiều nhà đầu tư Bitcoin phải ăn mừng khi giá của đồng này lại lập thêm một kỷ lục mới. Con số này hiện tại đã cao hơn 65.000 USD. Kỷ lục gần nhất mà Bitcoin đạt được là 64.895 USD xác lập hồi giữa tháng 4 năm 2021. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2021, Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số có giá trị lớn nhất thế giới đã tăng tới 40%. Việc đồng Bitcoin tăng giá do giới đầu tư đang kỳ vọng vào sự ra đời của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin, ETF, sẽ cho phép hàng tỷ USD hiện được các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư nắm giữ đổ vào lĩnh vực này. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bitcoin đã phá mốc 60.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2021, khi thị trường ngày càng lạc quan rằng các nhà quản lý Mỹ sẽ bật đèn xanh cho quỹ ETF đầu tiên của nước này. Trước đó, hãng tin Bloomberg sẽ đưa ra thông tin rằng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ có thể cho phép các quỹ ETF giao dịch hợp đồng Bitcoin tương lai vào tuần tới. Cho đến ngày 20 tháng 10 thì theo CoinMarketCap, giá của Bitcoin đã tăng lên mức 65.778 USD. Hiện ở các quốc gia khác đã xuất hiện những quỹ ETF có giao dịch Bitcoin, nhưng việc xuất hiện một ETF Bitcoin ở Mỹ sẽ đưa tiền điện tử lên một cấp độ khác. Tiếp nối tin tức về công nghệ thì mới đây, CEO của Twitter Jack Dorsey đồng ý với quan điểm rằng vũ trụ ảo Metaverse mà Facebook đang theo đuổi là độc tài và lỗi thời. Trên Twitter, một người có tên Udi Wittheimer giải thích thuật ngữ Metaverse. Ban đầu, thuật ngữ mô tả thế giới ảo thuộc sở hữu của một tập đoàn, nơi người dùng được đối xử như các công dân đang sống trong chế độ độc tài lạc hậu, bất công. Người này nói, điều gì sẽ xảy ra nếu nên đúng? Jack Dorsey đã retweet và đáp rằng ông ấy đã đúng. Dù không nhắc trực tiếp đến Mark Zuckerberg, một số ý kiến đoán Dorsey đang đùa cợt về mục tiêu xây dựng vũ trụ ảo mà Facebook đang theo đuổi. Facebook đang đặt ra tham vọng lớn trong việc chuyển đổi họ từ một công ty truyền thông xã hội sang công ty Metaverse. Tháng trước, mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo Andrew Bosworth, người đứng đầu mảng AR và VR, sẽ được thăng chức làm giám đốc công nghệ.
Đầu tuần này, họ công bố kế hoạch tuyển dụng thêm 10.000 nhân viên ở châu Âu để nghiên cứu Metaverse. Công ty cũng có thể sẽ đổi tên để thể hiện tham vọng mới này. Metaverse mới bắt đầu thu hút sự chú ý khi được Zuckerberg đề cập vào tháng 6. Theo ước tính của Bloomberg, ngành công nghiệp Metaverse sẽ đạt giá trị 800 tỷ USD vào năm 2024. Không chỉ Facebook, hàng loạt hãng công nghệ như Microsoft, Epic Games, Tencent cũng dự định đầu tư hàng tỷ đô la vào nghiên cứu và hiện thực hóa ý tưởng vũ trụ ảo. Bên cạnh việc ra mắt MacBook Pro mới cùng với tai nghe iPod 3 rạng sáng ngày 19 tháng 10, Apple cũng giới thiệu một miếng vải lau chùi với mức giá có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Miếng vải lau chùi của Apple được bán với giá siêu đắt lên đến 19 đô la. Sản phẩm này không được tiết lộ chính thức trong sự kiện ra mắt MacBook mà chỉ được Apple lặng lẽ đưa vào Apple Store. Thật khó để nhận biết bên trong bức ảnh của miếng lau chùi là gì, nhưng có lẽ phải được làm từ chất liệu sợi nhỏ rất mềm. Điều này cũng đã được Apple nêu trong phần mô tả miếng vải khi cho biết nó được làm từ chất liệu mềm, không ăn mòn và thích hợp để lau bất kỳ màn hình thiết bị Apple nào, bao gồm cả kính kết cấu nano. Hiện tại, Apple cho biết tấm vải lau chùi này không có sẵn để mua mà người dùng phải đặt và chờ đơn hàng được giao trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17 tháng 11. Đó là một thời gian dài để chờ đợi một miếng vải lau chùi đắt tiền. Được biết, miếng vải trị giá 19 đô la này của Apple đi kèm logo của công ty ở góc dưới cùng bên phải. Tuy nhiên, chi tiết về kích thước của miếng vải ra sao vẫn còn là một dấu hỏi. Dựa vào hình ảnh có thể thấy, miếng vải có kích thước tương tự các loại vải lau chùi khác, có nghĩa nó có thể có kích thước xấp xỉ kích thước của miếng lót ly hình vuông. Đó là toàn bộ những tin tức của tuần vừa qua. Nếu bạn thấy thông tin này hay và bổ ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh của Doanh Nhân Tài Chính nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 7 tuần sau.